Thưa quý vị và các bạn, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo, nhân dân, anh hùng lao động Võ Tòng Xuân, người con ưu tú của quê hương An Giang, đã ra đi để lại niềm tiếc thương cho bao thế hệ học trò và người nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông là một nhà khoa học có tâm và có tầm, đã dành trọn cuộc đời mình để nghiên cứu, giảng dạy, đóng góp vào sự phát triển đổi mới của quê hương đất nước, đặc biệt là ở lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân sinh ngày 6 tháng 9 năm 1940 tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Từ nhỏ, ông đã sớm gắn bó với ruộng đồng và người nông dân. Năm 1961, ông nhận được học bổng du học tại Đại học Nông nghiệp Philippines. Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân quá nông năm 1966, ông được mời làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRRI. Năm 1971, ông trở về Việt Nam theo lời mời của Viện Đại học Cần Thơ tham gia đào tạo kỹ sư nông nghiệp và nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1975, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Nhật Bản và trở về Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Cần Thơ. Ngay từ đầu khi mà tôi đi du học về, tới đất nước của mình, tới quê hương của mình, thì tôi rất muốn làm thế nào mà Việt Nam chúng ta nói chung, mà An Giang của mình nói riêng, người dân luôn luôn là có được cái lợi tức cao, sống một cách hạnh phúc, an lành. Điều tâm huyết đầu tiên của nhà khoa học Võ Tòng Xuân khi trở về lại quê hương là mong muốn cải thiện cho được đời sống của người nông dân. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, ông đã dày công nghiên cứu các giống lúa mới, kháng trầy, có năng suất cao như Thần Nông IR36, IR33, IR64 và MTL30, chuyển giao cho nông dân sản xuất, giúp người dân từ trồng lúa mùa một vụ sang lúa hai vụ, ba vụ một năm, làm thay da đổi thịt dùng tứ giác Long Xuyên. Chúng tôi cũng có cái sáng kiến là đóng cửa trường Đại học Cần Thơ lúc đó, hơn 2.000 sinh viên. Mỗi một nhóm hai đứa mang đi 1 kg giống IR36 để mà nhân giống khắp nơi trên tỉnh An Giang và ở Đồng Tháp, ở Tiền Giang, ở Bến Tre, về Vĩnh Long. Như thế là chúng ta đã chiến thắng được con rầy nâu loại 2 một cách rất là nhanh chóng, mà cả các nhà khoa học về nông nghiệp trên thế giới cũng rất là khâm phục. Ngoài những hoạt động trong lĩnh vực thế mạnh là nông nghiệp với uy tín của mình, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân còn huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài nước đóng góp cho quê hương An Giang ở nhiều lĩnh vực khác như lâm nghiệp, nước sạch và công nghệ. Năm 98 thì tỉnh ủy An Giang thì có mời tôi về bàn tính cái việc mà mở cái trường thứ hai, đại học thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó thì tôi cũng tham gia với các đồng chí bên Sở Giáo dục với lại bên ủy ban. Sau đó thì hình thành được cái trường Đại học An Giang. Trường Đại học An Giang được thành lập vào năm 1999. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân là hiệu trưởng đầu tiên góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển của Trường Đại học An Giang, thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, nhiều thế hệ học trò và lãnh đạo tỉnh An Giang luôn trân trọng và tri ân giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân, người thầy giàu tâm huyết, gần gũi và cởi mở. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy luôn khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, khuyến khích sinh viên tìm tòi và áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Rất là cảm động, mỗi năm thì tỉnh ủy đều tới thăm, thì này rất quý, rất là vinh dự. Thì tôi cũng tâm nguyện là ngày nào còn sức khỏe thì vẫn còn có biết. Vào những ngày cuối năm 2023, giáo sư tiến sĩ, anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân trở thành nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam được vinh danh ở giải thưởng Vinfeather,
với công trình phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh. Trong lần về dự buổi họp mặt xuân Giáp Thìn năm 2024 do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân đã rất vui khi chia sẻ cùng các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh An Giang những điều tâm huyết của mình dành cho quê hương. Ông khẳng định, dù đi đâu, làm việc ở đâu, lòng ông, tâm trí ông vẫn luôn hướng về An Giang. Thì cái tiền mà VinFuture tiền thưởng thì chúng tôi cũng đưa hết cái tiền đó vào trong làm cái quỹ giải thưởng nông nghiệp, và một phần của đó sẽ làm một cái chương trình mà tôi rất mong là sẽ làm được, tức là phổ cập hóa dạy song ngữ cho các trường phổ thông của Việt Nam. Thật ra mình làm cái mô hình ở tại An Giang thì tôi thấy là có thể làm được. Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giảng dạy của mình, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân và được nhiều quốc gia trên thế giới tôn vinh. Theo quy luật tạo hóa, người con ưu tú của quê hương An Giang, người thầy đáng kính Võ Tòng Xuân đã ra đi. Nhưng những điều tâm huyết, những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục và sự phát triển đổi mới của quê hương thì luôn còn mãi, đang được lãnh đạo tỉnh, các thế hệ học trò, trí thức trẻ và người nông dân tiếp nối phát huy để góp phần đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày thêm phát triển bền vững và ổn định. Hôm qua, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an tỉnh An Giang tổ chức trao tặng 185 phần quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn. Theo đó, 20 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm mì gói và các nhu yếu phẩm được trao tặng cho các gia đình chính sách Khmer nghèo, 10 chiếc xe đạp được trao cho học sinh dân tộc Khmer khó khăn, nhà xa trường, 35 bộ sách giáo khoa tặng cho học sinh tiểu học, 100 bộ đồng phục cho học sinh mẫu giáo, 800 quyển tập cho học sinh trường tiểu học A và trường tiểu học B Núi Tô. Tổng kinh phí đợt trao quà là 48 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến đóng góp và vận động mạnh thường quân. Đây là chương trình nằm trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hai lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, 1 tháng 7 năm 1954, 1 tháng 7 năm 2024 và ngoại tuyến ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú vừa tổ chức chương trình đổi rác thải tái chế nhận quà tặng. Chương trình đổi rác thải tái chế nhận quà khuyến khích người dân, đoàn viên, hội viên, phụ nữ, học sinh thu gom chai nhựa, ống nhựa, thùng giấy, sắt thép, túi ni lông, bọc đổi lấy quà là các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, mì gói, gạo. Qua một buổi phát động, chương trình thu gom được trên 120 kg rác thải tái chế với 250 phần quà được đổi, tổng kinh phí đổi quà khoảng 15 triệu đồng. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Hòa tổ chức gian hàng quần áo không đồng, Hội cựu chiến binh xã tổ chức gian hàng rau củ không đồng hỗ trợ bà con nghèo. Xã đoàn Khánh Hòa trao 85 phần quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang trao tặng.